Kính thưa quý vị khán giả của chương trình Phố Bosa TV, hôm nay ngay giữa Little Sài Gòn, chúng tôi sẽ có một cuộc nói chuyện với nghệ sĩ Minh Luân, là một diễn viên điện ảnh rất nổi tiếng ở Việt Nam. Nhân dịp anh qua Little Sài Gòn để có một vở diễn với kịch đoàn Thúy Uyển. Chào Minh Luân. Vâng, chào anh Lân. Lời đầu tiên thì cho Minh Luân xin được gửi lời chào trân trọng đến quý vị khán giả của kênh Phố Bosa TV. Được biết là Minh Luân cũng là một nghệ sĩ đã rất đa tài nhiều lĩnh vực nghệ thuật ở Việt Nam. Lần này qua Hoa Kỳ trình diễn với cái cơ duyên như thế nào? Chắc có lẽ là đây là lần thứ hai thì Minh Luân có dịp sang Hoa Kỳ để mà lưu diễn. Thì tuy là cái thời gian ngắn ngủi thôi, nhưng mà Minh Luân cũng cảm thấy rất là vui, để lại nhiều ấn tượng. Lần trước thì Minh Luân có thời gian qua ít hơn lần này, còn lần này thì nhiều hơn, được 2 ngày. Lần trước thì Minh Luân qua được 7 ngày, và lần này thì Minh Luân đi được 9 ngày, qua để chuẩn bị cho một cái show diễn live show 50 năm trong bóng hậu trường của cô Thúy Uyển. Sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 9 vào chủ nhật này, ở 2 suất. Suất thứ nhất là 1 giờ chiều và suất thứ hai là 7 giờ tối. Hy vọng là lần lưu diễn này Minh Luân sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ của quý vị khán giả ở Hoa Kỳ cũng như là ở Cali này. Minh Luân sẽ giữ vai trò nào trong vai diễn kỷ niệm 50 năm lần này của cô Thúy Uyển? Đây là một cái chương trình phải nói là rất là đặc biệt. Đặc biệt ở đây là cô Thúy Uyển đã dành cho Minh Luân những cái tiết mục mà Minh Luân cảm thấy là rất là đặc biệt so với Minh Luân, mà cũng rất là mới lạ. Từ trước giờ thì Minh Luân đóng phim nè, diễn kịch nè, rồi ca hát nè, MC nè. Nhưng mà lần đầu tiên thì Minh Luân được diễn một cái vở tuồng cổ Từng Cá Lương Hồ Quảng ngày xưa. Đó là một cái điều đặc biệt mà Minh Luân cảm thấy cũng rất là áp lực khi mà nhận một cái vai trò này. Nhưng mà khi qua đến bên đây, lên sân khấu rồi tập những cái điệu bộ, những cái lời ca tiếng hát, thì bây giờ Minh Luân cảm thấy rất là tự tin, rất là nóng lòng chờ đợi một cái ngày chủ nhật tới đây để mà được trình diễn cho quý vị khán giả cùng xem. Một vở cải lương như vậy thì có thể bật mí là Minh Luân sẽ hát những câu cải lương trong này không? Có thể là ở đây không có nhạc, không có những cái dụng cụ để hỗ trợ cho mình, nhưng mà Minh Luân có thể hát để cho quý vị nghe một đoạn thử coi là xem Minh Luân có hát Hồ Quảng được hay không nha. Ơi chiều quân ta xót xa thêm thén lòng, mà nhờ mà đào an nước dân, ân nghĩa không tròn hỡi nàng, làm sao ta mãi bên nhau. Đó là những cái đoạn ngắn trong một cái trích đoạn thôi. Hy vọng là ngày chủ nhật tới đây vào suất 1 giờ chiều và 7 giờ tối ngày 29 tháng 9 thì nếu quý vị có dịp, có thời gian đến sân khấu thì sẽ có thể là xem Minh Luân trọn vẹn cái trích đoạn này. Sau đó thì Minh Luân cũng có diễn kịch. Đây là một cái vở kịch cũng phải nói là rất là đặc biệt. Một cái vở kịch mà nói về một cái quãng đời 50 năm của một người bầu xô ở trong bóng hậu trường. Thì có lẽ cho Minh Luân được giữ bí mật về cái vở kịch này. Tại đây là một cái vở kịch cũng hết sức là đặc biệt. Sắp tới đây thì còn một ngày nữa thôi, tức là ngày mai, ngày 29 tháng 9 thì tại Sài Gòn Performing Arts sẽ diễn ra 2 suất, một suất vào 1 giờ chiều và 7 giờ tối. Hy vọng là quý vị sẽ đến xem để ủng hộ cho Minh Luân nhé. Đây là cái poster của cái lần mà Minh Luân qua đây để trình diễn. Hy vọng là nhận được sự ủng hộ của quý vị nha. Mới nghe một câu như vậy là đủ để quý vị phải tò mò để mà mua đến xem toàn bộ. Để xem trọn vẹn cái vở thì quý vị sẽ phải đi vào xem Minh Luân vào ngày mai. Khi này qua Hoa Kỳ thì ngoài cái chuyện diễn thì Minh Luân có những cái dự định gì khác, như là đi shopping, đi chơi hay là
chạy show ca nhạc sẽ qua sẽ lại như thế nào? Thật ra thì khi qua đây thì Minh Luân cũng có nhận được những cái lời mời để sang những cái thành phố gần đây để mà diễn, nhưng mà rất tiếc là cái thời gian ở lại của Minh Luân không có được nhiều, với lại những cái công việc ở Việt Nam cũng còn vướng bận cho nên là không có ở lại được lâu, thì chỉ được nghỉ 2-3 ngày để mà ở lại shopping. Tại vì một cái điều mà Minh Luân cảm thấy rất là ấn tượng đó là những cái đồ ở đây Minh Luân rất là thích, rồi những cái không khí, rồi những cái người Việt Nam của chúng ta ở bên đây gặp lại, giống như là ví dụ như anh Lân cũng vậy, khi mà đi nước ngoài hay là đi Sing hay là đi Mã Lai hay là đi những nước Đông Nam Á đi, khi mà ra tới nước ngoài rồi gặp một cái người Việt Nam thôi là cũng cảm thấy rất là vui rồi, vì đó là cái người đồng hương của mình mà. Huống chi là khi mà qua bên Mỹ, đây là một cái thành phố mà hình như là đi đâu cũng nghe nói tiếng Việt, giống như là mình đang ở Việt Nam thật sự chứ không phải là ở đất nước Hoa Kỳ. Nhưng mà bên đây có những cái văn minh, những cái văn hóa, rồi những cái nơi mà để đi chơi, để đi gặp mọi người, cảm thấy rất là vui, luôn cảm thấy rất là thoải mái. Mà rất tiếc là chuyến đi này nó hơi ngắn quá, hy vọng là lần sau nếu quý vị ủng hộ Minh Luân thì lần sau Minh Luân sẽ có dịp sẽ qua đây và để chuẩn bị những tiết mục mà đặc biệt hơn nữa, càng ngày càng hay hơn nữa. Nhân dịp Minh Luân gặp Minh Luân lần đầu tiên ở đây trên chương trình Formosa TV, tiếng tăm của Minh Luân thì có lẽ quá quen thuộc trong nước, nhưng có lẽ đối với lại nhiều người Việt Nam ngoài còn khá mới mẻ. Nhân dịp đây thì muốn hỏi thêm một số về Minh Luân. Được biết Minh Luân từ Đồng Tháp lên Sài Gòn lập nghiệp cái nghiệp ca nhạc và cái nghiệp nghệ sĩ. Minh Luân có thể cho biết là cái khởi nghiệp như thế nào? Phải nói là cả một quá trình mà Minh Luân chỉ nói đúng gọn gàng một từ thôi, đó là cái duyên. Lúc trước đây thì Minh Luân không có nghĩ là mình sẽ theo cái công việc hiện tại bây giờ mà mình theo học một cái ngành nghề khác. Nhưng mà khi mà trong cái quá trình mà mình luyện thi á, đại học á, thì bạn bè cũng có rủ là nói thấy dáng cũng cao, tại vì lúc trước là 1m80 là cũng cao, năm 2006 thì phải nói là cao 1m80 là cũng là có cái sắc vóc chuẩn cái thời điểm đó. Thì bạn nói là tại sao mày không đi tham gia vào lớp người mẫu chơi cho vui. Thì mình luôn cũng nói ok, tại vì mình cũng đang trong thời gian thoải mái mà, chỉ đi học thôi. Thì lúc đó mình luôn nhớ là một người bạn kéo vô, rủ vô một cái nhóm người mẫu diễn thời trang thôi. Thì vô diễn thời trang rồi bạn bè cũng rủ, nói thôi bây giờ mình đi thi những cuộc thi, biết đâu may mắn đậu giải thì sao. Thì năm 2005 là lần đầu tiên mà Minh Luân nộp hình, nộp hồ sơ vô để mà thi cái cuộc thi thời trang mùa xuân năm 2005 của Nhà Văn hóa Thanh niên tổ chức cấp thành phố. Thì Minh Luân may mắn là đoạt giải nhất trong cuộc thi đó. Nói chung là mọi thứ nó mở ra từ đó, mọi thứ nó thúc đẩy, nó càng ngày nó càng khiến cho mình thôi thúc tinh thần của mình. Thì lúc đó cũng cảm thấy rất là vui. Nhưng mà khi mà diễn thời trang một thời gian thì cảm thấy là cái nghề người mẫu ở Việt Nam nó cảm thấy nó không có vững chắc đó. Cho nên là Minh Luân mới quyết tâm là thi vô trường sân khấu điện ảnh của Việt Nam. Thì thi vô đó rồi Minh Luân cũng tham gia vào cuộc thi là diễn viên điện ảnh triển vọng nữa năm 2006 nữa. May mắn là khi mà thi vào trường sân khấu điện ảnh thì Minh Luân cũng đậu thủ khoa rồi khi mà thi cuộc thi điện ảnh triển vọng thì Minh Luân cũng đoạt giải cao nhất nữa, tức là trong 2 năm liền, thì năm 2005 và 2006 thì Minh Luân đều đoạt cái giải mà cao nhất của hai cuộc thi lớn như vậy. Thì Minh Luân cảm thấy rất là may mắn, rất là vui, rất là hạnh phúc. Đó là một cái quá trình dài. Còn khi mà vô trường á, khi vô trường rồi Minh Luân lại có một cái cách suy nghĩ khác nữa. Khi vô trường rồi, tại vì một cái lớp học có thường thường 30 tới 35 bạn, nhưng mà khi mà những cái lớp trước mình đã học gần tốt nghiệp rồi thì cao lắm là được 2-3 bạn để mà làm nghề được thôi, tiếp tục làm nghề thôi, còn tất cả các bạn là có thể làm công việc khác hoặc là gia đình rồi chuyển sang kinh doanh rồi những cái công việc khác nữa. Cho nên là Minh Luân cảm thấy lúc đó cũng hơi chán, không biết là mình có đủ cái nghị lực, có đủ cái gọi là cái tự tin để ý chí nữa để mà bước tiếp con đường nghệ thuật này không. Nhưng mà cũng may là khi mà đóng phim á, thì cũng nhận được sự
ủng hộ của quý vị khán giả, cho nên là càng ngày thì Minh Luân cũng có ý thức hơn về công việc của mình, đầu tư hơn, rồi những cái vai diễn của mình sẽ chắc lọc hơn và cái diễn của mình sẽ sâu hơn. Thì đó là bao nhiêu cái bộ phim rồi? Cho đến bây giờ thì có lẽ là cũng hơn 40 phim, thì sắp xỉ chắc là 45 gần đó. Có những bộ phim nào để lại ấn tượng đối với lại cả một cái khoảng thời gian như vậy? Mỗi một phim thì có một cái ấn tượng khác nhau. Nhưng mà nói được một cái phim mà ấn tượng mà cực khổ, mà mồ hôi có, nước mắt có, lẫn những cái buồn vui lẫn lộn, và cái thời gian nó kéo dài khiến cho mình cảm thấy là mệt mỏi, nhiều khi muốn bỏ cuộc luôn á. Đó là cái phim Anh Em Nhà Bác Sĩ. Nó là một cái phim mà nó cực khổ quá. Quay suốt ngày, hình như quay mấy tháng trời ở trong bệnh viện, tức là quay ngày quay đêm, rồi những cái từ ngữ về chuyên khoa của một người bác sĩ khoa ngoại, rồi những cái động tác mổ xẻ làm sao để cho nó khi mà cầm lên cảm thấy rất là rồ. Ví dụ cầm cái dao chuẩn bị mổ đi, mình không phải đơn giản mình cầm cái dao mình đặt như là mổ, mà mình cầm cái dao lên mà mình phải tay mình phải điêu luyện, như khi là cầm cái dao lên đưa một cái, mà tập cái đó phải nói là rất là cực. Bác sĩ còn lúc nào cũng ở bên cạnh mình để mà chỉ dạy mình, em phải cầm như thế này rồi đeo găng tay vô. Tại vì ví dụ mình là một người bình thường á, mình đeo găng tay vô có thể là nó rất là lâu, nhưng mà khi mà mình là bác sĩ chuyên nghiệp rồi, chỉ cần cầm cái này đeo vô một cái, đeo lên cái, tại vì lên bằng mổ mà, xúc thuốc vô rồi đeo cái găng tay, đeo khẩu trang vô cũng rất là nhanh. Minh Luân lại còn lớn qua cái lĩnh vực ca nhạc nữa, nó như thế nào? Thật ra nói về ca hát thì Minh Luân phải nói là một cái duyên nữa. Khi mà vô trường sân khấu á, thì lúc đó Minh Luân rất là mê ca hát, và đặc biệt là ca nhạc dân ca. Nhưng mà lúc mà mình mới vô trường sân khấu thì lúc đó về cái kinh tế cũng khó khăn, rồi mình phải buông trải cuộc sống hàng ngày, cho nên là nói về để mua một bài hát thôi cũng cảm thấy khó khăn nữa, huống chi là mình phải làm một cái album. Cho nên là mình luôn phải cố gắng, khi mà vô trường sân khấu học rồi á, mình phải cố gắng làm sao học cho từ loại khá cho đến loại giỏi, để làm chi? Học như vậy để mà mình lấy những cái học bổng á, để mình nuôi sống cuộc sống hàng ngày. Tại vì lúc đó là mình luôn cảm thấy là rất cực là khó khăn. Nhưng khi sau này, khi mà đóng phim một thời gian rồi á, lúc đó là mình cũng có kinh tế một tí rồi, lúc đó mình luôn nghĩ đến cái chuyện là mình sẽ thực hiện cái mơ ước của mình, đó là ca hát. Đó là một cả một quá trình. Tuy nhiên là đến giờ phút này thì Minh Luân chỉ hát theo những cái dòng nhạc mà nói về quê hương, về miền Tây, hay là những cái nhạc trữ tình mà đậm chất quê hương. Đó là những cái dòng nhạc mà Minh Luân đang theo. Cũng sắp tới đây là khoảng tháng 11 năm nay thì Minh Luân sẽ ra mắt cái album DVD đầu tiên. Lúc trước thì Minh Luân cũng có một cái album online, đó là về cái có tựa đề là Dứt Tình. Thì đó chỉ là album online thôi. Lần này mình luôn mới quyết tâm là mình sẽ cho ra mắt một cái DVD đầu tay, Thương Thầm, Yêu Thầm. Đó là một cái tựa đề đó tạm thời thôi. Tại vì Minh Luân đang phân vân giữa cái yêu thầm và cái tình buồn, không biết là mình phải lấy như thế nào. Đây là trong quá trình mà Minh Luân còn đang chọn lọc lại. Tuy nhiên là nhạc Minh Luân đã thu xong hết rồi, bây giờ mình chỉ đang trong cái thời gian mình quay và mình edit lại tất cả mọi thứ cho nó hoàn hảo. Tại đây là một cái album đầu tiên cho Minh Luân cũng rất là quan trọng. Cũng hy vọng là sắp tới đây khi mà album của Minh Luân ra mắt thì sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ của quý vị khán giả. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Thank you. Nhân Minh Luân nói về cái việc những cái dòng nhạc mà Minh Luân ưa thích là nhạc trữ tình, nhạc quê hương, thì cũng có một cái cuộc tranh luận hiện nay ở trên dư luận của cái showbiz Việt Nam là có một số nhạc sĩ thì cụ thể là có những cái câu nói rất là cụ thể là thanh niên thời buổi này mà nghe loại nhạc trữ tình hoặc là nhạc sến là nó có cái điều gì đó bất bình thường. Thì không biết là Minh Luân có nghe qua những cái cuộc tranh luận đó hay không, và ý của Minh Luân như thế nào? Thật ra thì những cuộc tranh luận đó thì Minh Luân cũng không có để tâm lắm. Mà nếu như hôm nay anh Lân đã hỏi về cái đấy thì em giống như là anh em mình chia sẻ với nhau, cũng như là về cái quan điểm riêng của Minh Luân thôi. Thật ra thì giống như anh em mình hoặc là quý vị khán giả cũng thế, mỗi bữa ăn chúng ta thì sẽ luôn luôn phải có rau nè, có canh nè, có cá, rồi một hôm thì mình phải đổi thịt. Đó là một cái khẩu vị mà mình luôn thay đổi hàng ngày. Tuy nhiên một cái món đó là cơm là không bao giờ thiếu.
thì cũng giống như chúng ta nghe nghe âm nhạc cũng vậy thôi. Đương nhiên là có rock nè, rồi có những cái dòng nhạc dân ca, rồi trữ tình, rồi nhạc nhiều nhạc nhạc nhẹ, nhạc nói chung là rất là nhiều loại nhạc. Thì ai hợp khẩu vị gì, giống như là chúng ta thích món cá thì chúng ta ăn cá, thích món rau thì chúng ta ăn rau. Mình không thể nào mình nói tôi thích cái này bắt buộc người khác phải thích theo, đó là cái điều hoàn toàn sai. Ví dụ như là nói mỗi người có một sở trường khác nhau. Ví dụ em thích hát nhạc dân ca, có thể là anh yêu cầu hát một cái bài trữ tình cũng được, hoặc là một cái bài nhạc rock cũng được, nhưng mà mình sẽ không cảm thấy thoải mái. Cái quan trọng nhất là mình cảm thấy làm như thế nào cho nó thật thoải mái và làm một cách hiệu quả, chứ không phải mình làm cho qua loa. Đó là cái điều quan trọng. Còn cái chuyện mà nói là giới trẻ hay là trung niên hay là cao niên thì mỗi người có một cái cách nhìn nhận về âm nhạc khác nhau. Mình đừng có nên là thanh niên bây giờ tại sao phải nghe những nhạc như vậy, đó là điều sai. Minh Luân không ủng hộ điều đó. Là Minh Luân chỉ nói riêng quan điểm của mình, đó là hãy nên tôn trọng cái sở thích của mọi người. Cũng liên quan tới vấn đề dân ca thì vừa qua cái show giọng hát Việt Nhí đã sản xuất ra được một tiếng hát, đó là tiếng hát Phương Mỹ Chi, rất nổi tiếng hiện nay ở Việt Nam, và tiếng hát dân ca của cô. Minh Luân có theo dõi cuộc thi đó hay không, và có nhận xét gì về tiếng hát này? Về cái dục nhạc dân ca thì Minh Luân luôn luôn theo dõi, đó là tại vì mình đam mê, có thể là mình học hỏi cũng được nhiều thứ để cho bản thân mình. Thì qua cái cuộc thi vừa rồi thì cũng có nhiều ý kiến comment, rồi ý kiến trái chiều và xuôi chiều khác nhau, nhưng mà riêng bản thân em thì tre già thì măng mọc. Khi mà những cái anh chị đã đi trước đã thành công rồi thì đương nhiên những lớp trẻ thì càng ngày càng học hỏi những đàn anh đàn chị để càng ngày đi lên, chứ không thể mà sống mãi với những cái khoảng thời gian đó được. Thì giống như Phương Mỹ Chi thì là một người em về cái thế hệ sau, thì một cái giọng hát truyền cảm như vậy thì Minh Luân cũng cảm thấy rất là mừng cho cái dòng âm nhạc dân ca của Việt Nam. Tuy nhiên là mọi người thì hay cho rằng là theo em chưa được thế này, chưa được thế kia. Thì Minh Luân cũng nói là không ai hoàn hảo cả, miễn sao chúng ta luôn luôn học hỏi và làm tốt những cái công việc của mình là được rồi. Chứ đâu phải ai cũng hoàn hảo, không có một tì vết đâu. Những hạn như Minh Luân cũng vậy. Lúc đầu khi mà ra cái album online thì có những cái cao trào, có những cái phát âm mình chưa có chuẩn, thì album sau thì mình sẽ cố gắng, miễn sao mà hoàn thiện hơn. Minh Luân rất là mong, ví dụ như hàng ngày Minh Luân thường lên những cái bài hát của mình để xem coi quý vị khán giả nghe xong rồi mình có thấy những cái comment của họ hay không. Ví dụ thấy những comment đó, ví dụ nói là chỗ này chưa tốt lắm, chỗ này còn hơi chưa có ngân lắm, thì Minh Luân cảm thấy rất là vui vì người ta có nghe và người ta đóng góp những cái chân tình nhất cho mình. Thì đó là mình nên rút kinh nghiệm và học hỏi để lần sau mình có thể làm tốt hơn. Đó là ý kiến riêng Minh Luân. Nói về những cái chuyện mà lời ra tiếng vào như vậy đó, thì cũng nhân vật Phương Mỹ Chi này trong thời gian vừa qua, vừa sau cuộc thi thì có vẻ cô bé nằm ở trong một cái tâm bão dư luận rất là lớn, đủ chuyện xảy ra. Chắc Minh Luân cũng đã biết chuyện đó. Và đọc khi mà có xem về Minh Luân thì cũng có nghe một vài cái phát biểu của Minh Luân là người cố gắng lúc nào cũng tránh không vướng vào mấy cái scandal. Nhưng mà nếu mà là một cái người đi trước như vậy, nhìn thấy một cái người mà trẻ như là Phương Mỹ Chi vướng vào những cái tiếng tâm của tai tiếng dư luận như vậy đó, theo Minh Luân có những cái lời chia sẻ nào đối với lại Phương Mỹ Chi cũng như đối với gia đình của cô, hoặc là những người quản lý của cô về sau này? Thật ra mà nói về chia sẻ thì Minh Luân không dám chia sẻ. Minh Luân chỉ nói như quan điểm riêng của mình thôi. Đương nhiên là khi cuộc sống chúng ta không thể lúc nào cũng bằng phẳng, không thể lúc nào là mình đi một bước mình sẽ đến cái thiên đàng ngay. Mình phải có những cái vấp ngã, có những cản trở trong cái quãng đường mình đi. Thì Phương Mỹ Chi là một cái cô khá là trẻ, cho nên là mình cũng khoan nói về có đi tiếp hay không, hay là có như thế nào, cái đó là cái phần cá nhân của mỗi người.
Nhưng mà mình luôn cảm thấy là nên tránh những scandal thì nó sẽ càng tốt hơn. Ví dụ bản thân mình luôn là mình luôn không muốn mình sẽ va chạm với ai cả. Nhiều người nói là như vậy mình có ăn kiểu an phận quá không? Trong cái giới showbiz này thường á, người ta lại khoe của, người ta lại nói sốc, người ta lại chửi nhau, người ta lại chặt chém nhau thế này thế kia. Nhưng em thấy điều đó để làm gì? Với lại quý vị khán giả bây giờ cũng thấy rất là tinh ý. Ví dụ như ai có một cái khả năng, ai đóng phim hay, ai có những cái chất giọng tốt thì quý vị sẽ nghe thôi. Còn đâu phải là để gây một ấn tượng hay là để khoe vô tình lộ hàng để mà mọi người chú ý đến. Cái điều đó là cái điều nó rất là không tốt, theo mình luôn nghĩ là không tốt. Nhưng mà trong trường hợp này cô bé chỉ mới 10 tuổi mà thôi, không tìm tới scandal nhưng mà scandal lại tìm tới với cô và gia đình cô, thì hãy hành xử như thế nào? Cái này là có lẽ là mình luôn chưa có va chạm vào những cái đụng độ scandal như thế, cho nên là mình luôn cũng chưa có kinh nghiệm. Chỉ mong là cô bé sẽ sớm vượt qua. Không nói chuyện người khác nữa, nói lại quay trở lại chuyện Minh Luân. Thì trong một cái bài phỏng vấn của Minh Luân trả lời tờ báo trong nước, mình đọc được có một câu nghe rất là sốc. Tức là Minh Luân nói là nụ hôn Việt Nam thì quá dở. Minh Luân có thể nói một cách cụ thể hơn, và đặc biệt là nụ hôn Việt Nam dở thì là dở như thế nào? Ví dụ thôi, mình xem một cái phim nước ngoài, không cụ thể là nước nào, nhưng mà mình khi mình xem mình thấy một người nam một người nữ hôn nhau mà trong lòng mình cảm thấy là mình rạo rực, mình cảm thấy là mình cũng có một cảm xúc theo họ, tức là hôn nhau mình thấy nó chân thật mà cảm thấy nó hai người cảm thấy sự khao khát khi hôn nhau. Còn cái nụ hôn của những cái diễn viên Việt Nam thì mình không phải là mình nói quơ cả nắm, nhưng mà có một số phim truyền hình hiện tại bây giờ khi mà xem những cái cảnh hôn nhau mình thấy nó gượng gạo. Không biết là trước khi hôn mà anh chàng có hút thuốc lá hay không, hay là trước khi hôn là có ăn uống cái gì hay không, hay là trước khi hôn là hai người có cãi nhau hay không, hay là không có đồng tình về cái cách diễn xuất như thế nào, mà khi mà ra một nụ hôn mình cũng thấy là hơi gượng gượng cái gì đó. Cho nên là có thể là mình cũng hơi nói thật quá. Tại vì mình luôn cũng từng có những cái nụ hôn mà biết đâu người ta lại xét là mình là nụ hôn không thực sự tốt. Đó, thì người ta hay nói là nói thì dễ làm mới khó. Theo Minh Luân tự đánh giá là những nụ hôn của Minh Luân có vượt qua những nụ hôn tệ của Việt Nam chưa? Có lẽ là Minh Luân đương nhiên lúc nào cũng có ý thức về những cái cảnh diễn của mình. Ý thức trước khi diễn và cái cảnh diễn đó phải cho đạt hiệu quả thành công như thế nào thì Minh Luân phải bàn bạc với lại nữ diễn viên đóng chung với mình. Rồi thông qua đạo diễn để mà làm sao có những cảnh quay tốt nhất. Còn nói mà để mà Minh Luân có thỏa mãn, có cảm thấy hài lòng về những cái cảnh hôn của mình hay chưa thì có lẽ là để quý vị khán giả xem thì sẽ đánh giá được. Một nghệ sĩ kinh điển của người Mỹ rất nổi tiếng là nghệ sĩ Clark Gable. Clark Gable thì ông có một cái nụ hôn mà nhiều người coi là phải nổi da gà. Thì ông có chia sẻ kinh nghiệm của ông là khi mà ông muốn hôn cho đẹp, cho hấp dẫn thì ông phải nhìn người đối diện, cặp môi người đối diện. Ông tưởng tượng ra đó là một miếng thịt bò thật ngon. Riêng Minh Luân, cái kinh nghiệm riêng của Minh Luân thì như thế nào để tạo một nụ hôn thật là tiêu chuẩn? Còn Minh Luân thì chỉ tưởng tượng cái người diễn viên đối diện với mình là cô bạn gái mà mình cực kỳ yêu. Thì khi mà hôn nhau thì giống như là một cái sự nồng cháy nó có trong người. Ví dụ như một cô người yêu của mình thì đương nhiên là mình yêu của mình thì mình rất mực yêu thương rồi. Thì mình cứ tưởng tượng đó là một cô người yêu của mình rất là thương mà lâu ngày chưa gặp lại, mình có thể mình hôn một nụ hôn mà người khác nhìn vô có thể là cảm thấy rung động một tí. Cái sự tưởng tượng đó nó có nguy hiểm hay không, và nó có thể dừng lại sau khi bộ phim chấm dứt không? Có chứ. Tại vì đến giờ phút này thì Minh Luân cũng đóng hơn 40 phim rồi. Có lẽ về cái kinh nghiệm phim trường thì Minh Luân cũng có. Còn về cái vấn đề mà tình cảm sau khi phim trường thì cái điều đó thì Minh Luân đã hạn chế, không phải mắc phải trong cái thời gian này.
Còn rất nhiều câu muốn hỏi Minh Luân, tuy nhiên là Minh Luân rất là gấp rồi, phải quay trở lại tập với các bạn diễn đang đợi Minh Luân. Trước khi chấm dứt, Minh Luân có thể chia sẻ về những cái dự định tới của Minh Luân về văn nghệ, về DVD, về qua những cái chương trình trình diễn trong và ngoài nước, cũng như cho một lời chào tới quán khán giả của chúng tôi. Theo như kế hoạch thì Minh Luân cũng chia sẻ ngay từ đầu, thì khi mà về Việt Nam lần này thì Minh Luân sẽ đầu tư về cái album của mình cho thật là chỉnh chu để mà kịp ra mắt trong tháng 11 năm nay. Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ cần bây giờ chỉ chờ ngày phát hành thôi. Hy vọng là nhận được sự ủng hộ của quý vị khán giả. Thì trước khi chia tay với phố Monsa TV thì Minh Luân xin được gửi lời chúc sức khỏe, lời chúc thành công, lời chúc được nhiều may mắn trong cuộc sống đến quý vị khán giả. Minh Luân xin chào và hẹn gặp lại.